Xin chào tất cả các bạn thân mến nha. Hôm nay mình review xưởng đóng xà lan, sửa chữa xà lan cho các bạn xem, ủng hộ giùm mình cho vui nha. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn cùng ngày trong nước cà phê cũng như ngoài nghề nha. Bây giờ ở phía trước màn hình của chúng ta thì có một chiếc cây sắt và hai chiếc xà lan kiểu dáng một cò bin đang lên ụ để bảo dưỡng sửa chữa làm giấy đó các bạn. Còn bên đây thì hiện tại có hai chiếc xà lan đang đóng mới được các bạn. Thì hai chiếc này đóng trọng tải khoảng 2.200 tấn một chiếc nha các bạn. Và phía trước màn hình của chúng ta thì cũng có một cái máy khá là mới nè các bạn, được đóng bọc như thế này nè các bạn. Cái máy khá là mới, khá là lớn nè các bạn. Còn ở đây là những cây xương hình chữ U nè các bạn. Bên đây là những chiếc xe có cây cần cẩu dùng để cẩu con cương lắp ráp xà lan nha các bạn. Thì bên đây cũng là những cây xương nè các bạn, cây xương hình nhân L dùng để ráp xương xà lan này các bạn. Và ở đây là những cây lát chân vịt nè các bạn, đã được người ta làm sẵn như thế này. Chân vịt 4 cánh 1m6 nè các bạn, 1m66. Cù tô thì khá là to nè các bạn. Những cây lát này là inox nha các bạn. Còn hai cái ống vàng này là hai cái ống tiếp tâm bua của cây cốt chân vịt nè các bạn. Nhìn xưởng khá là rộng lớn và quy mô nha các bạn. Còn đây là toa đóng xà lan nè các bạn. Toa này thì 10 ly, 12 ly nè các bạn. Bên đây là những khung xương xà lan nè các bạn. Nó được lắp đặt giữa cái măng 1 và măng 2 nè các bạn. Măng 1, măng 2 của xà lan. Vì hiện tại chuẩn bị chả mê đóng thêm một chiếc nữa các bạn. Đóng thêm một chiếc xà lan mới nữa. Những chiếc xà lan này lên đà thì cũng đã được bắn cát sơn đáy lượng xong rồi các bạn. Chắc cũng làm lặt chặt một hai hôm rồi hạ thủy các bạn. Như các bạn nhìn thấy lần xà lan sơn mới là hoàn toàn rồi nè các bạn. Thì như chiếc ghe sắt thì được kéo lên bằng những trái phao như thế này là có rồi. Thì những trái phao này đã hạ xuống rồi. Đường ghe cũng được sơn mới hết trơn. Và được kê này với những gốc đôn như thế này nè các bạn. Và trên này là một cái cây xe cuốc dùng để kéo chiếc ghe lên như thế này nè các bạn. Đây là chiếc ghe sắt nha các bạn. Còn đây là một cái bồn chứa cát nè các bạn, dùng để bắn cát nè các bạn. Người ta sẽ đổ cát vào trong cái bồn này nè các bạn. Sau đó nó sẽ có một cái máy bơm hơi vào nó nén. Cát nó sẽ bắn ra cái đầu ống bắn cát ra nè các bạn. Ống bắn cát này tầm khoảng 40 gì nè các bạn. Còn phía trước màn hình của chúng ta là những cái máy hàng dùng để hàng xà lan đó các bạn. Đây thì cũng là một chiếc xà lan kiểu dáng một cabin lên đà nè các bạn, cũng đã được sơn hết cái dàn đáy lượng xong rồi các bạn. Và cũng được kê những gốc đôn như thế này. Những gốc đôn này được làm bê tông xi măng nha các bạn. Phần trên đầu gốc đôn thì lúc nào người ta cũng chơi những khúc gỗ vào các bạn, để tránh xà lan mình bị móp đó các bạn.
Còn đây là chiếc xà lan đóng khoảng 2.200 tấn nha các bạn. Kích thước bao nhiêu thì mình cũng không biết nữa, cho nên mình chỉ review cho các bạn xem. Hiện tại thì anh em cũng đang thi công làm đó các bạn. Đây là cái phần sau lái xà lan này các bạn. Thì hiện tại anh em người ta cũng đang lắp ráp cái màu diều này các bạn, cũng còn được gọi là hấu xá của cái lái xà lan này các bạn. Đây, những lỗ này là người ta nửa chỗ tiếp tâm đua của cốt lắp chân dịch ở đây này các bạn. Xà lan này đặt hai máy nha các bạn. Đây là chiếc xe, ở trên xe có trang bị kèn cẩu để cẩu toàn sắt dùng để lắp ráp xà lan này các bạn. Chiếc xà lan đây thì cũng đang lắp ráp bầu diều như thế này các bạn, cũng hai máy luôn. Giờ bên kia thì anh em đang đo thước để trải sàn đóng vào chiếc xà lan mới này các bạn. Còn đây là cái máy cắt sắt này các bạn, khá là quy mô lớn các bạn. Đây là cái bộ điều khiển, đây là cái máy chắn sắt. Hai chiếc xà lan mới này đang đóng các bạn. Chiếc này thì chiều ngang 11m5 này các bạn, chiều sâu 4m rưỡi, còn chiều dài thì 66m6 nha các bạn, tầm khoảng 2.200 tấn, kiểu dáng 200. Thì hiện tại ở ngoài sông cũng có một chiếc xà lan kiểu dáng mà còn biết đang chạy lên nè các bạn. Clip video của mình tới đây xin kết thúc tạm dừng. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem ủng hộ giùm mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại sau nha.